chào mừng tất cả các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoan. Và tiếp tục mình sẽ chơi nhân vật Keisa trong bộ trang phục xéo Nhật Bản. Một bộ trang phục mà phải nói làm sao nhỉ, nó tạo nên một cái độ thèm khát của những cái con người của giống như zombie các bạn ơi. Zombie thì thèm thịt người, còn những ai mà chơi giỏi Keisa thì họ rất là thích bộ trang phục xéo Nhật Bản. Đây là bộ trang phục nó không có limit, nhưng mà rất nhiều bạn đang trông chờ một cái dịp đặc biệt, một cái sự kiện nào đó thì trang phục này sẽ bán lại thôi. Ok, vào trận luôn. Mình cũng vừa mới trên đường đi học về. Ở nhà mình cách trường 2 tiếng đồng hồ đi xe máy, cho nên là khá là mệt mỏi luôn á. Về xong rồi làm luôn trận đấu để cho các bạn xem. Miền Bắc thì nó kiểu lạnh lạnh, nhưng mà trong miền Nam thì nóng kinh khủng luôn. Hai cái cánh tay của mình á, mặc áo khoác chỉ giữ được cái phần da trên cánh tay thôi, còn hai cái bàn tay của mình thì nó đen thui thui lùi. Nếu mà đeo găng tay thì nó lại nóng quá, ra mồ hôi rất là khó chịu. À, có một con mồi. Ui dồi ôi, bay chết đi mình. Ui giời ơi, đầu game mà gặp được những cái nhân vật mà chuyên đề cốt như thế này thì các bạn xích giết trước cho mình nha. Bay không được rồi. Lên nhánh gì? Chạy đi. Bay. Ôi, bị khuất mất cái ghế. Đầu game mà gặp được những cái nhân vật thợ máy hay là mù thì các bạn cứ tranh thủ giết trước, bởi vì một mình bọn này nó cân team được luôn. Ơ. Ôi trời. Xong, tuyệt vời. Hitbox quá ảo luôn, đánh qua cái cửa sổ luôn. Chèm chẹp. Bây giờ mình sẽ đi đổi sang máy khác thôi. Keisa thì dùng bổ trợ nào cũng hợp lý hết, nhưng mà mình thấy cầm dịch chuyển cũng khá là ngon, bởi vì các bạn đi check map ở phía xung quanh có cái tai có người này. Lát sau các bạn có thể dùng dịch chuyển để quay trở về cái ghế, cam ghế rất là ngon lành luôn. Chết. Hồi nãy game nó chơi lag kinh khủng luôn. Mà phải phải đợi đến tận trưa trưa mình mới chơi mới mượt được, mới làm được trận hương sư cho bạn xem. Hôm nay cũng thế. Trời, nó khổ kinh khủng. Bị bully ấy, buồn ơi là buồn. Đấy chà. Bartender có vẻ rất là mạnh mẽ. Mình sẽ bay lại cam ghế thôi. Ấy chà, hên quá. Vừa lúc chúng nó cứu nhau. Tuyệt vời luôn. Chỉ chậm một giây nữa thôi là mình không thể dịch chuyển bằng cái phép dịch chuyển được. Ok, bye bye thợ máy nhá. Chai sen ở bên phía Trung Quốc có nghĩa là tạm biệt. Còn muốn xin chào thì các bạn dùng từ nỉ hảo. Ok, còn mồi tiếp theo của mình là bartender. Nãy nhè chị mày, bây giờ chị mày không tha đâu. Ôi. Làm đi, tập ván đi. Chứ giờ, đây. Chạy nhanh thế nhở? Không đập ván luôn. Thanh niên có vẻ trông chờ một cái gì đó thần kỳ lắm. Xoay cam. Ui, hay thế. Ăn đòn này. Thôi ăn ván rồi, biết ngay mà. Keisa này có con bé đẹp quá ha. Nó có cái mấy cái vòng hồn, cái lòi lòi. Có nhiều bạn bảo mình là khi mà mình xách bóng và cho survival lên ghế thì nó sẽ hiện ra tiếng oan hồn kêu ấy. Mình cũng để cái âm thanh nhỏ cho nên mình cũng không để ý lắm. Hiện tại thì bây giờ mình nghĩ là những cái ông bà quê ở ngoài miền Bắc thì chắc cũng đang chuẩn bị là làm bánh chưng linh tinh rồi. Ngày xưa mình cũng nhớ cái thời gian đó. Nấu bánh chưng cũng khá là vui. Nấu hình như là nấu mấy ngày mấy đêm mấy sao ấy. Tập trung hàng họ, ông bà các cụ lại, bắt đầu là cắt thịt heo thì nếp để đậu xanh lá chuối cứ gói vào, xong bắt đầu là đun thành một nồi. Ơ, hương sư không giật nước hoa về. Bây giờ mình sẽ ăn hai mạng luôn.
Ngon, một mạng nhá. Tiếp tục đến con này. Đánh đã rồi nói chuyện sau. Ok. Giờ một phát hai mạng rồi. Cái thời gian mà lúc còn bé thì lúc mình còn bé thì nó rất là truyền thống cái việc nấu bánh chưng. Còn bây giờ các bạn thấy rằng là đặt chăn nhảm ra tội gì phải nấu cực khổ như ngày xưa nữa. Bây giờ có tiền thì các bạn có thể đặt 4 cái bánh chưng hoặc là 2 cặp bánh chưng chẳng hạn là xong, rất là khỏe, cũng không phải nấu nướng cực như ngày xưa. Ngày xưa mà lúc nghe bánh chín là kiểu hào hứng hồ hởi lắm, giống như là bạn thành công được một cái vấn đề gì đó mà tuy là mình không có đụng tay đụng chân vào nhưng mà cảm giác rất là phê phê ấy. Nhưng mà đếch hiểu sao cái món ăn mà nhà mình nấu ra lúc nào cũng không có cảm giác ngon giống như ngoài quán làm. Các bạn ở đây, nó Hương Sư đây. Các bạn ăn bánh tét mình đặt ấy thì cảm giác rất là ngon, chứ nhà mình nấu ra kiểu như mình nhìn cái quá trình mình nấu đâm ra nó ngán. Cho nên là đôi khi trời ơi cũng chẳng thèm ăn là mấy. Nhưng mà ghiền nhất là bánh tét nha các bạn. Bánh tét ở miền Nam ăn nó cũng sẽ gọn hơn rất là nhiều. Nó cắt theo từng khoanh ấy. Ăn không hết bắt đầu là cắt ra chiên lên chấm tương ớt, hoặc là chấm nước tương xịt miếng tương ớt vô. Trời ơi, đảm bảo các bạn thèm cực kỳ luôn. Bánh tét thì nó cũng khá là giống bánh chưng, nhưng mà chỉ khác chủ yếu là một cái hình ống và một cái là hình vuông thôi. Thường thường thì mọi người sẽ ăn bánh tét nó nhỏ gọn rất là nhiều, nhìn nó không bị ngán giống như bánh chưng. Bạn nào ở miền Bắc thì không biết ngoài đó có không thì mình không biết. Nhưng mà mình vào miền Nam mình sống thì mình mới thấy được cái bánh chưng nó ngon. À quên, bánh tét. Ok, vũ công tự sát luôn chứ có lành. Có cái hộp nhạc ở đây này. Mình sẽ múa thử cho các bạn xem. Tốc độ múa nó cũng khá là chậm. Tết 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 đêm rồi. Đẹp quá, đẹp quá. Hello, lại quay trở lại với chủ đề bánh chưng và bánh tét của chúng ta các bạn ơi. Cứ đến Tết là cái tâm hồn ăn uống bắt đầu nó điên đảo lên, cảm giác thèm thuồng. Thì sướng nhất là cái khoản ăn chả giò với lại uống nước ngọt, không bao giờ gọi là ngán trong tâm trí của mình, một tầng người có tâm hồn ăn uống. Ê, bộ đồ đỏ giống nhau này. Hai ta cùng đỏ để xem ai đỏ hơn. Không chịu quay mặt lại. Úi xổ ôi, bay sướng. Úi xổ ôi. Úi xổ ôi, xoay cam. Chà chà chà, 30 giây đầu game ăn được một mạng, quá ngon. Những chủ tế. Từ từ đã, mình sẽ thịt nốt bọn này xong rồi nói chuyện tiếp chứ. Nói chuyện xong cảm giác nó cũng rất là phân tâm. Bay, úi xổ, chết mày. Những cú đát gọi là ảo ghê luôn á. Ôi, má cái vòng. Chết. Chèm chẹp. Để xem giết được nữ chủ tế không. Thôi kệ nó đi, không quan tâm. Mình giết nó rồi có đứa khác nó cứu. Con bác sĩ mất công đi bắt lại từ đầu cũng khá là khổ. Cứ giết được đứa nào thì tập trung giết một đứa trước đã. Ở miền Nam có một cái loại bánh tét cũng khá là ngon, là bánh tét nhân chuối. Các bạn thấy rằng là họ không nhân thịt đâu, họ nhân chuối với lại đậu đen thì phải. Ăn rất là ngon và cũng kiểu như không đỡ ngán ấy. Nhưng mà cái bánh tét nhân chuối thì người ta không có chiên các bạn ơi. Người ta chỉ chiên khi mà ăn bánh tét nhân thịt với lại đậu xanh thôi. Cắn miếng chuối nó cứ chua chua ngọt ngọt ấy. Trời ơi. Bạn nào có cơ hội được ăn những cái loại bánh đó thì mình nghĩ các bạn cũng nên ăn. Bánh chưng thì tới lui nó cũng vậy à, cũng thịt nếp. Mỗi lần cắt ra trời ơi nó khổng lồ, siêu to khổng lồ.
Ôi, quá sai lầm. Thật là sai lầm quá đi mà. Lucky guy kìa. Ôi, cái bộ trang phục. Con lợn này cầm súng các bạn ơi. Giết nó đã. Cất súng. Ôi, cất súng đi. Bố mày. Bắn đi, cho bắn luôn á. Kìa kìa kìa, bắn đi. Ơ. Cho bắn luôn mà không chịu bắn. Nghiệp chướng. Thiện tai, thiện tai. Nữ chủ tế có vẻ như là đây là sân chơi của chị ấy, sao ấy. Có mấy cái vòng xong bắt đầu ra kiểu như bố chấp mày. Sợ xanh người, sợ đỏ người ấy. Quên. Bộ trang phục này mình không hiểu một chỗ, đó chính là có hai cái miếng mùng màu đỏ nó che hết con mắt của Quay Xa, làm sao mình nhìn thấy đường mà đi nhỉ? Các bạn nào để ý không? Hai cái mùng màu đỏ. Ở dạng người sẽ đi nhanh hơn ở dạng quỷ nha các bạn ơi. Cho nên là những cái trường hợp nào các bạn muốn bay thì các bạn hãy bay. Còn truy đuổi thì mình thấy rằng là bay được thì nhanh thôi. Còn vật cản quá thì mình nghĩ rằng là nên để dạng người đi sẽ nhanh hơn là dạng quỷ. Cứu này, úi sổ nó văng. Ok, mình di chuyển sang kia bắt. Bắt. Đây rồi. Tuyệt vời. Thường sư còn lâu mới sống dậy cơ. Bình tĩnh. You need to calm down. Ôi xịt. Không thể tin được. You need to calm down. You've been too loud. And I'm just like oh oh oh. Ủa, có ai biết bài You Need to Calm Down? Nghe khá là hay luôn á. Úi dồi ôi, bay sướng thế. Giết thương sư đã. You Need to Calm Down. Ngon. Bây giờ mình chỉ cần giết nữ chủ tế là thắng rồi. Trời ơi, có mấy cái vòng xài hết xong là chủ tế nó cũng trở thành một con phế vật thôi các bạn ơi. Không có vòng thì lấy cái gì chơi. Ai chà, dấu chân xinh xinh. Cái gì? Ôi may quá, tí. Chạy cái gì nữa? Úi dồi ôi. À cái hầm đây, bảo sao nó chạy qua đây. Bay hay nhở, nhiều pha gây xa đát ảo thật đấy. Trời. Thanh niên. Hello motherfucker. Mày còn vòng để chơi với bố không? Sân chơi của bạn hết rồi. Hết vòng rồi. Thắng rồi. Muốn nhảy hầm đâu có dễ. Trời đất ơi. Ok, clip review về cái bộ trang phục xéo Nhật Bản của mình là kết thúc. Nếu các bạn thích thì đừng quên cho mình subscribe kênh nhá. Để chia sẻ cho bạn bè cùng xem chẳng hạn. Và đừng quên like video và comment phía bên dưới để mình có thể đọc và vui vui mình sẽ thả tim. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt. Bye bye.